Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft On The Mod 6 Mình đang ở Nether, ngay khu vực mấy cái Void Miner nè Bây giờ ta sẽ kiểm tra coi Void Miner đào được cái gì rồi Bên đây là cái Resort Miner cấp độ 1 Mới cấp độ 1 thôi, chưa nâng cấp Và mở lên, một đống đồ luôn Và tất cả những cái cục ở trên là Alabaster Có đủ màu ở trên đó, đó. Giờ lấy mấy cục Obsidian, mấy cục Netherrack ra Mấy cục này ra luôn để dọn chỗ thêm và đây là wapnalium rồi có những cái này là của environmental tech thì đây là những cái loại uh, vật liệu xây dựng mới và có thể là nó sẽ có một cái tác dụng gì đó trong thời gian tới thì mình thấy là có cho thêm á ví dụ như là cái travertine travertine gì nè rồi granodiorite uh, nè thì cái này chắc là đồ để làm đẹp thôi ở bên trên này thì chúng ta sẽ có Wild Abaster. và quan trọng là mica mica đưa vô đây để làm được công thức của những cái modifier rồi bên đây thì có được ba uh, 3 stack mica gần 3 stack vậy là đã lắm rồi đó còn bên này thì sao crystal một đống luôn lithium rất là nhiều kyanite cũng có như vậy là có thể nâng cấp lên được rồi erodium nữa giờ mình sẽ cần phải gom về giờ trong người cũng hơi nhiều đồ để nhảy về nhà ăn cái ta quay về rồi, qua đây coi coi ở trong đây vẫn còn đủ chỗ chứ vẫn còn nhưng mà cũng gần hết rồi đó giờ cần phải bỏ những món này vô bỏ vô rồi bỏ Crying Obsidian vô trống luôn đây là gaia spirit hai mươi mấy cái luôn á rồi à, có một vài thứ mà mình đang cất ở trong kia rồi giờ mình sẽ bỏ những thứ này vô đây à, mình cất cái này lên luôn giờ cái nhẫn này thì mình sẽ cần phải tách cường quá ra một cái Chúng ta bỏ vô tách cường quá lấy xuống và ta sẽ gắn vô angel ring mình sẽ còn một cái chiếc nhẫn nữa đây odin ring ta coi sâu bao sâu bao đâu sâu bao thì nhiều thoải mái có sâu bao sâu bao sâu bao và bên đây là gì có sâu bao tiếp nói chung sâu bao đã lắm thoải mái đi rồi vô đây bỏ vô và sâu bao angel ring thì mình đang sử dụng angel ring chứ không có sử dụng cái uh, flujo tiara nữa rồi bên đây, rin up Odin thun thon sâu bao để cho nó không bao giờ rớt khỏi người mình luôn á, lúc nào ta cũng giữ được. Bây giờ gắn lên đây. bay lượng thoải mái luôn. Quá đã. Giờ nhìn lại ở trong căn cứ của mình, toàn là chuột với chuột không à. Mấy bé tí xuất hiện tùm lum tùm la hết trơn luôn á. Những cái chấm trắng ở trên bản đồ nhỏ nè là những bé tí á. Và phía bên đây là những bé ông. Thì ở bên chỗ của ông bác sĩ chuột cũng có Nhưng mà bên này nhiều hơn Để qua bệnh coi Đây, chỗ ông bác sĩ chuột nè Ở ngoài cửa có nhiều lắm Giờ ta về bệnh Rồi chạy về đây Hù nó, chạy đi, sợ chưa Sợ rồi đúng không Bây giờ mình sẽ cần phải làm thêm Những cái cục Ultimate Energy Cup Thì cho công thức luôn Ta chạy qua Ta coi Energy Cup có công thức của cục nào chưa chưa có đúng không? Tại vì mình sẽ cần phải nâng cấp cái controller lên Cho nên mình phải chuẩn bị thêm Giờ làm công thức này một cái Công thức này cần có món này Và cần thêm pattern kìa Pattern Xăm 4 cái Start Rồi bỏ xuống Bây giờ còn thiếu Steel casing À à à Steel casing cứ lấy cái tag class làm gì không biết nữa Lấy lại Kiến bình thường thôi Đóng xuống Đây là công thức của Mechanism Rồi bấm Pen Như vậy nó sẽ tự làm những cái phần Energy Tablet Mình không cần phải làm nữa Và đây Giờ tất cả mọi thứ khác đều đã có Đã công thức từ lâu rồi Bây giờ chỉ việc bấm Rồi ta có lên được cấp độ cao hơn Là cấp độ Create hay không Đây không phải Create kìa Không được Không bấm vô cấp độ Create được phải bấm vào cấp độ Created được thì vui ha Lúc đó sẽ có thể chế tạo được đồ của Created Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời bỏ vô trong này luôn Bỏ vô trong cấp độ Ultimate đi trước Bây giờ bấm Ultimate Và cần phải làm 5 cục đi Làm 5 cục Pen và còn thiếu 5 cái Osmium Mình vừa đi tìm một quảng Osmium thì tại vì mình đã xài hết ở nhà rồi Cho nên phải đi tìm lại Bây giờ ta vô đây Bấm config kiểu chổng thêm Để mình bỏ osmium vô Item stack osmium Ok Đồng ý Rồi filter có 7 cái rồi đó Chỉ đào những món đó thôi Và bắt đầu Vì 3 ngàn mấy osmium lần À không bậy. Nó có đá trọng nữa Giờ cần phải bỏ cái phần đá đi Chứ làm gì có nhiều dữ vậy và ở đây không có osmium Thật không? Nếu mà không có osmium là phải tháo đem về Đem qua mining world thôi Lụm lại hết Bật mắt nét lên Bay qua mining world Mining world đây Chỗ này chắc chắn là osmium cả đống luôn á Giờ mình chỉ việc à để trong cái khu mà nó có được lót ra ở đây là được Rồi ta gắn điện xuống Bóc Và bắt đầu đào được cái ngàn mấy luôn ghê hả ở trong này nó có raw urani nữa từ từ bình tĩnh à có thêm món đó thì phải đào bằng siêu thách nha đừng có đào kiểu bình thường mất đi ổn lắm bây giờ coi cái controller ta sẽ cần phải có nâng cấp lên create controller 420 000 fe thì mình sẽ làm năm cục để có sẵn kéo một phát là lên luôn lúc đó là sẽ không có ảnh hưởng đến hệ thống điện của mình tại vì à, nếu mà để nó chạy không á thì cũng ổn ở đây là đầy điện rồi nè để chạy không vậy ổn chuyển qua đi kiếm chỗ khác là được rồi bây giờ ở trong đó xong chưa trong đó được rồi đó Ta sẽ làm ơn thi năm cục một hai ba bốn năm và start chế tạo đã xong ta lấy in thi mật cup năm cục đây là ơn thi luôn á cấp độ cao nhất luôn rồi giờ mình sẽ chạy qua bên này bây giờ Điện năng là có thể cho vô đây. Nhưng mà phải coi cho kỹ. Phải coi thật là kỹ. Tại vì điện năng mình muốn là đầu này sẽ là đầu out. Chúng ta cho đầu output lên phía trên. Để mình có thể chuyển điện lên phía trên. Đó. Chuyển điện ở đây được 3 cục. tổng cộng là được 3 cục. Thêm uh, cục bên này, với cục bên này đi. Rồi, như vậy là Đầu này sẽ nhận điện nè. Đầu này sẽ chuyển điện. Chuyển và đầu này cũng sẽ chuyển điện. Đẩy lên phía trên là bên dưới này in, bên này sẽ là out. Rồi đó, như vậy nó sẽ bắt đầu tích lũy vô thêm. Điện năng sẽ được đưa vô trong năm cục này và rất nhanh. Có thể nói là rất nhanh luôn á. Bây giờ cần phải xử lý tiếp cái chuyện là nâng cấp lên cấp độ Spirited. Dành cho những cái phần Energy Rod cái cable này cũng mới là basic thôi Dở quá Cable này phải là nâng cấp lên Đây là Harden Pen Giờ còn thiếu mấy cái này hả Thiếu thì làm thêm thôi Cái gì thiếu thì cứ làm thêm Đây là sợi dây Harden Lên được 5 ngàn Lấy xuống Nhưng chưa Từ từ Lên cấp độ kế tiếp Chúng ta sẽ có Blazing Blazing thì cần phải có Blazing Start luôn rồi để vô đây là energy lên cấp độ blazing blazing xong rồi naotic làm luôn đi à làm không cần nhiều đâu làm cái cũng được nữa xong rồi làm cái này thêm một cái nữa đó naotic từ 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 à ta cần phải thay đổi cái này bỏ đi để này vô bỏ vô và lên cấp độ naotic 40.000. rồi thêm cái này nữa bấm đó, phải vậy chứ. Rồi, từ đây nâng lên Spirit tịch luôn. Quá dữ. 90.000 và nâng lên phát nữa. Đây là lên được cấp độ uh, Nitro 200.000. 200.000 nổi không? Nitro cần phải có Nitro Crystal. Nitro Crystal sẽ cần phải có mấy món này và 20 triệu. 20 triệu thì so với đây 420 triệu vẫn còn dư. Đó, chúng ta sẽ nâng lên từ từ. Rồi à, Ủa nâng mới có sợi dây không à Từ từ bình tĩnh Ta có 6 sợi Ta gắn 6 sợi ra Đây có 5 sợi À 6 sợi vậy thì nó sẽ Hơi hơi kỳ chút xíu Thì à, có thể để lên trên này một chút Để lên trên này là cho nó vui vui một chút nè Đó Còn cái này thì tạm thời ngắt đi Không có cấp điện như trong đây Rồi bây giờ sẽ cần phải có thêm mấy cái đầu này Nhưng mà đầu này lên Niotic rồi hả Spirit tịch con À, cái này lên Spirited sẽ cần phải có Spirited Capacitor. Nó làm thêm Spirited Capacitor 6 cái. À 5 cái nữa thôi. Không cần làm 6 cái. Rồi start thiếu thang. Giờ mình sẽ chuẩn bị thêm những thứ cần thiết kìa đã. 5 cục năng lượng đã có đầy đủ. Bây giờ mình sẽ cần phải tháo xuống. Người ta đem đi. Đập ra. Rồi 5 cục nha. Một cục này là chứa được 100 triệu á. 5 cục là 500 triệu. Rồi bay lên. Lên đây chạy qua đây. Mở lên coi Nâng cấp cây này lên Bấm Pen Và nó đang chứa một triệu Làm lên thì sẽ mất Chơi luôn Đây là lên được nhiêu Đây là spirit tịch rồi Cấp độ rất là cao luôn á Và cái rod này mình sẽ làm từ cấp độ thấp lên Chúng ta sẽ có Đây là basic Cần phải có từ starter ha Starter trước Thì ta sẽ làm 5 cây Cây này không có gom lại được 5 cây Mình chuẩn bị đủ để làm 5 cây luôn á tập cục trên kia ra không cần thiết chạy làm gì rồi nâng cấp để vô và bỏ trọng ờ uh -oh, nó không hiểu và phải để bằng tay vô từ từ như vậy mới được và tiến hành nâng cấp lên thôi đây là cấp độ uh, basic rồi tới lượt cấp độ uh, đây là ha đình ta sẽ cho nó lên spirited luôn để vô để lên và để vô rồi, tiếp tục, tiếp tục. Đây là Blazing. Nâng lên. Như các bạn thấy thì mỗi lần chế tạo cái này rất là phê. Tại vì là bằng tay không à. Rồi, nâng cấp lên tiếp. Đây là cấp độ uh, Nautic. Bấm qua. Nautic xong rồi lên tới Spirited rồi đó. Và để lên một phát nữa là Spirited. Đó. Spirited. Và tối đa là bao nhiêu? Tối đa là được 1.200. Nhưng mà nó chứa được tới... Uh, 4 triệu 4 triệu lần á Ghê lần ghê quá trình ghê luôn Rồi Khay sinh đầu Thiếu làm thêm bấm cây sinh Bỏ vô Và lên trên đây Ủa Cái capacitor cái này còn thiếu hai cái hả hai cái thì làm hai cái thiệt nhanh Và đây rồi Tổng cộng là 6 cái Bây giờ gắn vô Bóc 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 bên này bên này gắn vô mình đi ngủ một phát rồi bây giờ nhìn vô đây chiếu đèn vô rất là dữ dội và ta có thể chuyển hai cây lên nhìn cho nó đều chút ha Hồi bé tí vừa thấy chỗ đó chạy qua liền luôn á đập ra chúng ta làm lại cho nó đẹp chút để lên rồi gắn lên trên đây gắn lên gắn lên đây cho lên trển và cái này của power nè kiểm tra coi sáu cái đầu đó đều kết nối vô đây ok đập cục này ra là mình hết xài được hệ thống của refi luôn á bây giờ mình chỉ việc bỏ một cục vô thôi ê hình quá nó không có crash bỏ cục đó vô mà crash thì vui lắm á rồi bắt đầu chiếu đèn và chắc chắn năng lượng chưa đủ cấp năng lượng vô liền không phần trăm bây giờ không phần trăm À, nó sẽ có được bốn mặt đúng không và ta cần có năm cục giờ đây là output nè ở bên đây đây output nó chỉ output qua cái cục này trước hả bậy quá cục đó đâu có gì đâu xịn đâu mà output qua cục đó trước khỏi luôn output thẳng trực tiếp như vậy cho nó gọn và mình chơi lên trên đây sợi dây này đứng lên không được hả đi vô thôi không có đứng lên được và đầu này cũng là output ở phía trước đó nó lấy ra rồi đó ồ để dưới này thì lấy gì có điện như vậy là bắt buộc phải để bên đây muốn cho đẹp một chút thì phải chuyển qua bên này đó điện năng output front đầu này đầu này đang chuyển vô rất là dữ dội và bên đây đang được hai phần trăm Giờ bên này sẽ chạy cũng hơi lâu á nha Và có cái ông nào đây Gì ủa ăn cướp à, Ăn cướp vô tới nhà luôn Còn tên nào nữa không Nhìn qua thấy tên ăn cướp Mà sao hắn không bắn mình Vậy đó mới là lạ đó Hắn không bắn mình luôn Sau khi đặt 6 cái rod xuống Thì mình thấy chạy lâu quá Cho nên mình quyết định là phải có một đống luôn Bây giờ tổng cộng đang có 5 x 5 ta sẽ có một đống luôn nha Để chiếu đèn cho nhanh tốc độ như vậy mới được Mình đã phải làm thêm nữa để hỗ trợ Giờ tất cả đều là cấp độ Spirited Quả đã luôn á Giờ ta cần phải ăn một cái Ăn vô, hồi máu lên Thì trong lúc mình thực hiện mấy món này cũng có Crash một vài lần Và bây giờ sắp xong rồi kìa Chúng ta sẽ có được một cái cục REIT Controller của Refine Storage Như vậy là không cần phải lo nữa rồi Giờ còn mười mấy triệu nữa thôi Hãy chờ một chút xíu nhảy múa lên đi và chỗ này chiếu đèn rất là đẹp luôn á thì mình thấy á, là từ đây đi lên thì lên được tới đây thôi nếu lên thêm một ô nữa là cái phần chiếu đèn nó chiếu không được nó chỉ nhận lên tới ô này mà thôi nghĩa là ta chỉ có lên một hai ba bốn nói chung là lên tới bốn rồi đó không có tính dưới đây thì lên bốn ô còn chiều ngang thì mình chưa có thử mà mình thử chiều cao trước rồi bây giờ 99% rồi Bum... Và bay qua đây liền... Create controller... Nó đó... Và gắn xuống một cái... Mở lên coi... Một... Ngàn máy... Giờ ví dụ như mình tháo cái phần... Này ra thì sao? Đập ra... Vô tư... Vô tư... Đã... Không còn sử dụng điện năng của hệ thống nữa... Bởi vì đây là create controller nha các bạn... Cái chức năng của nó... Là không sử dụng điện của hệ thống Mà bản thân nó là có điện vô hạn luôn rồi Không cần lo nữa Quá đã Bây giờ hệ thống mình sẽ được giảm tải rất là nhiều Bây giờ ta vô đây coi Network Statistics Không phải Lava Pump à, Có thể coi được trong này nè Nether Void Miner đang đảo Đây là 2000 FE nè Điện đang vô Đó, thật là sung sướng Giải quyết được một vấn đề điện năng cực kỳ lớn tại vì mình sẽ gắn rất là nhiều netherite crafter mà netherite crafter bản thân nó nếu mà nó chứa rất nhiều công thức thì nó sẽ rất là hao điện và cho càng nhiều công thức thì càng hao hơn nữa cho nên bây giờ ta sẽ không còn lo đến chuyện hao điện năng nữa từ cái cục này nó xử lý hết reat controller quả đã luôn rồi lên đây và nhìn thì nó cũng như bình thường thôi nó không có khác biệt gì với so cái cục mà chúng ta xài hồi nãy là cái controller bình thường những cái cục kia thì không có điện năng Bản thân cục này có điện năng thôi Rồi bây giờ sẵn đây đang còn nhiêu vậy Có mấy cục uh, chạy về không luôn rồi Chắc là chạy về không hết luôn rồi đó Tại vì tất cả đều chạy vô những cái đầu này nè Đó, ta nhìn thấy có điện, có điện, có điện Giờ sẽ thử cắm vô bằng một cái Refine Storage Pluck Pluck Ủa không phải gì Refine Storage Bậy uh, Cái tên nó bị đổi thôi uh, Cắm một cái Pluck Pluck Cắm vô phải đổi tên lại ở đây là Power Rod để mình biết được là làm gì đó ba chục ngàn FE sao sốc quá vậy cái gì ba chục ngàn FE thôi 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 không có chạy nữa nhiều quá bên đây chạy đâu có nổi bên đây một cục nó đang sản xuất được có ngàn sáu à ba chục ngàn lấy đâu ra giờ mình sẽ kiểm tra coi cục Player Transmitter bây giờ đang có chứa được 1 triệu FE và tối đa là 2500 2500 mình đâu có xài gì nhiều đâu đúng không chúng ta có thể nâng cấp lên giờ nâng cấp lên thì Harden Capacitor chúng ta cần có thêm một cái Harden thêm một cái đây ở này Blazin Harden đây rồi ở bên đây ta sẽ bấm Harden rồi nâng cấp lên Blazing Blazing thì chắc cũng chỉ có một cái thôi và hết rồi Đã dồn toàn lực vô để xử lý chuyện bên kia hết rồi Thôi không sao Gắn lên đây cũng vẫn ổn Và trong này là 3 triệu Giờ input output là 8 ngàn Mình sẽ cần phải bỏ cái Biden car lên Sáng đèn Sáng đèn là được Phải mà cái đèn đây nó cũng sáng nó cũng sẽ hay luôn ha Như vậy là cỡ 8 ngàn là cũng rất là nhiều rồi đó Khó mà có thể vượt qua được con số 8 ngàn lắm nha Sải gì dữ vậy đúng không ô mà kiểm tra lại coi mấy cái energy cup của mình đâu năm cục nó gom lại luôn rồi quá khỏe bây giờ ta cũng coi một thứ nữa là infinity storage pack coi chế tạo một cái duy nhất thôi mình sẽ cần phải có bao nhiêu đây bốn ngàn kẹo dẻo bốn ngàn rưỡi luôn đi làm tròn lên ủa mà còn thiếu nhiêu đây nữa đó hả à, thiếu nhiêu đây nói chung là kẹo dẻo thôi mà sao thiếu uh, cái uh, cái này chắc phải coi lại công thức Công thức ở bên đây Nó hiểu sai Công thức này nè Ping Slam thấy không Bởi vậy nó hiểu sai công thức này Công thức này hay bị lắm nè Giờ mình cần phải chỉnh lại Refine Storage Bấm Rồi chỉ đâu Chúng ta sẽ chỉnh lại trước Chỉ đây Chỉ hai đầu Và kẹo dẻo bình thường thôi Đó Bấm xuống Để coi được con số chính xác mà còn chuẩn bị nữa chứ cái đó Infinity đã lắm Bây giờ bấm lại coi Như vậy nó cũng vẫn hiểu Thì thôi Thì phải cộng thêm con số bên đây Với cộng con số bên này nó mới ra chính xác được nha Và sắc thì tới 400 ngàn Rồi sắc 400 ngàn ở bên đây On the modium Chỉ là cũng tới uh, 88 ngàn 500 Và thêm thạch anh là bao nhiêu đây 1 triệu 124 ngàn 760 thật là khủng khiếp luôn và các cũng cần rất nhiều. Vậy là thiếu một con số nó cũng rất là khủng khiếp. Mà nếu muốn chứa hết mớ này là phải nâng cấp lên. Ta sẽ cần phải có city 4K. Giờ coi uh, storage pack gì mình làm được coi. Uh, Infinity thì làm không được. Storage pack nó có mấy cái fluid ở trong nữa. Rồi mình sẽ cần phải tháo mấy cái phần fluid ra để trong này nhiều khi khó coi quá rồi ta lấy một cái thùng để mình để bên ngoài á có một cái thùng không? đây là cái thùng nè để bên ngoài đi sau này cần thì ta bỏ vô chổng luôn còn không cần thì cứ để ở ngoài thôi mấy cái đó để đó khó coi lắm storage packed và lên đây là hàng triệu nè hàng triệu làm được không? hàng triệu cũng không nổi luôn á giờ 64 ngàn 1 triệu trước đi 1 triệu, 1 triệu không nổi Chắc phải làm 64 trước quá Mình còn chỗ để làm 64 Và mình chỉ thiếu chỉ thôi Ở bên trên đó một cái try là nó chứa được 10 à, đúng không? 10 Vậy à, không 8 à Không được 10 nữa 8 à, Vậy thì làm thêm 6 cái nữa Ta sẽ cần phải có 64k storage pack 6 cái Để coi mình cần bao nhiêu mình chuẩn bị luôn Thiếu 40 Có sẵn 32 Rồi tất cả những thứ khác đều đầy đủ ra ngoài kia xử mấy con nhện một cái Mình đang farm nhện Được 3 tắc rồi Cộng với 11 sợi lẻ nữa nè Với lại một cái trứng nhện Quá đã luôn Bây giờ cất vô Cho hệ thống làm luôn Chúng ta sẽ cần phải bấm công thức 64k Giờ cần phải có 6 cái Stack Stack Chế tạo Lấy cái remote xuống Và mở lên coi Đang chế tạo nè rồi sẵn đây thì làm thêm 6 cái hào sinh luôn Để lát nữa có làm luôn Bấm start Rồi để mình tắt cái magnet đi Chưa tắt nữa Tắt chưa Tắt rồi Chạy qua đây coi bộ Thania sao rồi Bây giờ bộ Thania là phải cố gắng tích lũy thật là nhiều mana Và sao mấy cái bông Endo flame này cảm giác như nó hơi chậm hay sao á Nó chưa có tích lũy đủ bốn cái hồ mana ở đây nữa và nó tích lũy bên đây coi như xong rồi nè Mình đang có 5 hồ dư nè Rồi ta còn mấy miếng này Mấy miếng này cho vô luôn đi Quăng vô Đổi ngược lại Rồi quăng vô Quăng vô Đổi lại, đổi lại Bên kia mana nó sẽ chuyển qua Bên đây thì không sao Không có vấn đề gì hết Mình đang lắp đầy mana cho cái nhẫn Để có gì xài luôn và ba cái tablet của mình đã có thì ba cái tablet này mình sẽ để lên để mình có thể để dành có gì cần xài và ta sẽ cần phải cất kiểu trong hệ thống chính luôn đi cất vô rồi bên kia cũng đã chế tạo xong được sáu cái city for rồi đó bỏ đây rồi lấy thêm cái vỏ bên ngoài gắn vô cho đủ sáu cái chờ xíu nha và quan trọng là cái nhẫn nó có despawn hay nó biến mất hay không lỡ như nó biến mất là mệt lắm đó cho nên mình sẽ cần phải canh để mình lụm lại một cái Đó, người ta lên được khúc rồi nè, thấy không? Bên đây hết mana, hết mana, hết mana Vậy là chuẩn bị rút ở trong mấy cái hồ này luôn á Giờ mình bay về cái Bay về gắn vô Sao hồi nãy dính cái gì đó mà bay lên nó bị dừng lại Rồi bỏ vô 64 ngàn Một đống luôn Giờ mình sẽ ra ngoài đây Bây giờ bay qua bên đây và đã có khả năng bay lượng vô cùng thoải mái rồi, có thể đi khám phá đi end, mở rộng ra thêm. Ta bay về phía bên này có hàng cây nè. Đó giờ đi về đây. Rồi và có chỗ NCT cũng đã biết rồi ha, nhưng mà mình muốn coi thử coi ở DN có còn nhiều cái dùng khí hậu hay là cái gì đó nó đặc biệt hơn hay không. Và có một ngọn núi. Ngọn núi này được làm từ gì? Purple stone. Purple stone của Big. Và bay qua luôn bên dưới đó nhìn nhìn và mình muốn tìm cái chỗ mà có những cái cục hát diệm thạch bự thiệt bự á cái chỗ đó mới đã đó và có một cái cục quay stone cái này là tự động nó xuất hiện à cho nên lâu lâu đi phát hiện thì nhớ lấy thôi cái đó coi như là được cho miễn phí á ta nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui có quay stone nữa không có thì vui và chỗ này nó chưa kịp lót nữa để mình nhảy xuống Wow, một ngọn núi thiệt là bự Rồi bật cái pho trần lên cái Bắn mấy cục này đem về Đây là mấy cái cục à, Cũng rất là xịn Đó đó đó, Enderman Kiếm chuyện hả Bắn lấy Và bên đây được sạc điện chưa Được sạc điện luôn, đâu có sợ thiếu điện năng đâu Thấy không Và đây rồi, phải đây không NCT luôn Hay quá, có em tạo không Vừa phát hiện luôn có NCT luôn nha Có con sâu cơ chém cho nó một cái Rồi được một cái vỏ sâu cơ Tuyệt vời Có một con nữa nè Một con nữa nhưng mà chưa có vỏ Rồi để coi có em tàu luôn Hay quá Nếu mà đi về hướng này là cũng đã phát hiện rồi Giờ để qua đây xử hai con bên đây Bây giờ dạ, bắn chúng rồi đó Nhưng mà mình đang tay Không có vấn đề gì hết trơn hết á Chừng nào mình đi bộ kìa mới mệt Ở bên trong đó còn nữa đó giờ uh, hạ xuống một cái đập cái động dịch ra một cái rồi ta bay vô trọng có một con đang bắn bắn gì đó ở trong giờ muốn bắn cái gì hả con chém mấy cục luôn luôn chém rồi chém nó luôn và được một cái eo ly trà lấy về mở lên coi ta có cái kiếm efficiency cấp độ 4 bốn bốn luôn kìa có cái curse of vanishing hả huh? sweeping at thì lấy luôn đi nói chung là vàng hay là iron hot summer gì cũng không cần đâu lấy cái này mang về siêu hết kìa efficiency experience boost efficiency wow cho efficiency rất là nhiều luôn và toàn là cấp độ cao không à cái em tàu này đã quá vô đập mấy cây này ra luôn android cái này có thể chế tạo được nhưng mà có thì cứ lấy nhiều công thức cũng đòi hỏi android lắm ta coi này nha android đây công thức này đó có những công thức cần android thì cứ lấy về đi và bên kia là cái gì bay của bản coi một cái đó là một ngọn núi bằng hắc diệm thạch wow những ngọn núi rất là cao giống như chỗ hôm bữa chưa hình như giống như chỗ hôm bữa rồi đó nha rồi có cái nct gần sát bên đó luôn mình không có đánh dấu tại vì mình có bản đồ mình nhìn lên là mình biết được là có nct ở trển rồi người ta mở bản đồ lên coi một cái đây thấy có con tàu rồi cái nct đâu NTT nằm đâu đó trống á Đây có con tàu nè Có thể không phải là con tàu À con tàu chính xác luôn Để xuống dưới coi nha Con tàu có gì Nhảy lên con tàu Và vô đây ngó một cái Có đường vô Rồi đường này không vô được Đường bên dưới Có cái thùng Đập Đập Mở Toàn là tài nguyên khoáng sản không à Nó cũng bình thường quá Rồi chờ xíu Nó chưa có lót kịp á cho nên chưa mở cái thùng được và lót kịp rồi thì coi. Coi thôi, NCT map mình kiếm được cái này rồi nè. Ta mở lên coi. À và đây là một cái tấm bản đồ hỗ trợ đi tìm NCT. Rồi như vậy là chỉ việc đi theo tấm bản đồ là tìm được NCT thôi. Thì nghi ngờ nó sẽ chỉ về cái NCT mới vừa tìm được hồi nãy. ta coi coi phải không nha. Nãy đâu đó quanh đây nè. Hình như mình đi hơi bị xa rồi đó Chắc là mình đi hơi bị xa rồi Cái NCT đâu rồi ta Ở trên đây á hả Giờ để mình đi thẳng trở coi Đó tới chưa tới chưa Tôi tới NCT rồi nè Rồi như vậy là nó sẽ chỉ qua một cái NCT khác Không phải bên đây Và đây là chỗ nãy mới tìm được nè Chỗ này sẽ có thùng có thùng ở bên kia không có, bên dưới này cũng không có đó là theo kinh nghiệm Rồi giờ ta vô chỏng coi thùng có gì thôi Đập ra đập ra Coi thùng có cho cái gì Hạ gục sâu cơ chơi coi Hạ gục Rồi bay Mình đang bay rồi cho nên nó không có bắn mình được đâu Và được cục này cục này Crow hả Lấy Experience boost Có những cái cũng rất là thú vị Cho nên mình sẽ gom về luôn Đó chúng ta gom đồ về rồi đập ra đây Nếu mà bạn không có muốn bị nó tấn công á Thì bạn nên xử lý Hoặc là tìm đường khác Ui da Nó bắn vô mặt tôi rồi Đập luôn Mấy cây Android quá chừng luôn Rồi nhìn bên dưới có con nào không Không có Thì vô đây Vô đây đục lỗ Đục lỗ xong mở ra Up of temporary fly Lấy luôn Excavating kìa Indestructible quá đã, có cường quá nó luôn, indestructible đi rồi giờ đập chỗ này ra, một cái khó nó một phát. khó bằng cây này thì không có được cái fortune á, hay là cái tinh á, nên mình sẽ không có được cái phần soccer shell. rồi như vậy là vừa kiếm thêm được một cái nữa, ta có thể đặt một cái cột ở đây. lát nữa mình sẽ tháo cái cột cũ đi, ta đặt cái cột mới xuống. khu này rất là bự luôn nha, để bay thêm miếng nữa đi bay thêm miếng ra đây Wow thấy là hắc diễm thạch một đống rồi đó thoải mái vô cùng con đường cũng hát diễm thạch nữa nè không rồi để xuống rồi mình sẽ gõ chữ end uh, obsidian đi ok bật lên rồi ta có thể dịch chuyển về à khoan ô dịch chuyển về làm gì end checkpoint nè chỗ uh, checkpoint này mình sẽ đập bỏ đi mình không có cần nữa ta sẽ bỏ chỗ đó đi rồi giờ bấm cục này quay về thôi Bây giờ nó sẽ mất luôn rồi đó Mất rồi Không còn thấy nữa à, Quay về Overworld Ngay tại đây Thì là sẽ còn dư được một cái này Nói tóm lại Trong ngày hôm nay Thì mình đã có được một cái Creative Controller của Refine Storage Và có thêm những cái cây để chiếu đèn Giúp cho việc chế tạo được nhanh hơn nữa Còn bây giờ Mình sẽ tạm dừng tại đây mời lại các bạn trong những tập kế tiếp Bye bye